Ok. Dù nắng dù mưa, bạn gửi gì Nếu nhờ như vậy thì hôm nay sẽ đồng hành cùng với lại xe 50 ngay. Đồng hành cùng với lại SE con nha. Tập trung anh em ơi. Vô. Bán tiếng đầu tiên giữa Team Secret và SBTC Esports đã chính thức được bắt đầu. Mà sứ giả chắc chắn thuộc về bên phía của Penguin, nhưng sau đó thì tạo hợp chất điện loạn được tung ra và nó trúng vỡ hai thành viên quan trọng của bên phía đối phương. Nhưng sau đó thì Palace bị Focus còn khá nhiều và tối hậu tư có nguyên đạo để cứu cánh và Palace sẽ vẫn sống sau khu cứu cánh. Sao Raje lại nói bán bích dở dĩ, làm như vậy có bị mất cái uy của ổng không? Mình xác định, cá nhân tôi thấy là bây giờ là không có che giấu, không có dấu dốt anh em. Dấu dốt thể hiện được cái gì? Dấu dốt thể hiện không được gì á. Thậm chí là anh em nhìn qua bên mít chích của Achi kìa. Đó là cái sự gắn kết của Achi với lại cả team Su Hào với lại Artifact đóng vai trò là huấn luyện viên phó, đóng góp trong ban bích luôn, để mà đỡ quên anh em, hỗ trợ nhau, hỗ trợ huấn luyện viên luôn. Thì đó bình thường anh em. Chủ yếu là mình xác định ra được đúng cái vấn đề mà team mắc phải, đúng cái vấn đề mà ván thi đấu đó mình thua là được. Chứ bây giờ mà giấu dốt cái gì nữa, thời buổi này mà giấu dốt cái gì nữa. Thời buổi này nếu nào ai ngu ai dở thì nó thể hiện qua cái kết quả, với lại nó thể hiện qua cái quá trình làm việc mà. Cái quá trình chơi chung với nhau trong team đồ các thứ. Quan trọng là mình có cái niềm tin lẫn nhau anh em. Trời ơi, ví dụ như trước mặt anh em là một người bình luận viên đầy chuyên môn, kiến thức dồi dào, có một cái góc nhìn rất sát về game ở thời điểm hiện tại nữa, góc nhìn riêng về game nữa. Mai mốt tôi ra cái series basic cho tôi show mấy cái không phải show nữa mà tôi đóng gói lại những cái khái niệm mà tôi đã nghĩ ra ở trong cái quá trình làm việc của tôi để cho anh em có cái góc nhìn mà nó đúng về cái game MOBA ở thời điểm này. Nhiều thứ lắm anh em. Đánh vừa rồi. Anh em phải quý báo tôi. Đến một ngày mà lỡ mà tôi không còn có mặt ở đây nữa thì sao? Ai sẽ là người phân tích tiếng quanh cho anh em? Ai sẽ là người đồng hành cùng với anh em sau mỗi ván thi đấu của VZ? Ai sẽ đồng hành cùng với một mắt con, e con, gam con, châu con, cá dơi con, á xe con, thiên tài con? Còn thiếu đội nào không ta? Và một đội nào đó, quên mất tiêu rồi, đó. Anh Tùng ạ. À giờ tôi mệt quá. Ta có nguyệt lao ở trên người Celebrity. À chó con nữa. Đã gục. Và sân chơi này là của Celebrity. Anh ta liên tiếp có được những tình huống hạ gục. Nhưng có đánh double kill. Đây mới là liên tiếp hạ gục. Và hai cú double kill cho xạ thủ. Và pháp sư là một phần. Celeb mùa này nó chịu đánh mấy con Kalista với lại Raven hả? Nó không có spam tướng nữa nè. Nó thay đổi rồi đó chứ. Nó thay đổi rồi chứ. Sự xứng đáng cho FPTC Esports. Này hàng rừng đúng không? Ủa? Không, này là thầy Sẹt với lại Seabot đứng ngoài đúng không? À, đang coi giải, đang coi giải. Tưởng Điên Cây với lại Seabot đang tập luyện. Không cần thiết quá tớp, với lại thêm phần nữa là không cần thiết đánh ẩu, đánh kiểu hên xui nha. Khải mới làm hơi đúng không? Ở này giống toàn. Ở này giống toàn đồ đạc. Ê. Phản toàn không? Và là cái gì đấy là ok rồi. Rồi vô cái thế xấu đi, mình đẩy không lại nó, là mình đẩy hơn nó, rồi đẩy hơn nó thì mới quay tới mình tiếp tục đẩy tiếp hay là mình giữ chiêu. Chị á vô chị nghe đi. Sợ. Mình quét kỹ xíu nha, phải là quét sót mắt á. Vừa lấy à, cũng chưa kiếm đi ra. Là nó đắp tôn nha. Ván thi đấu thứ hai, cuộc đối đầu giữa SBTC. Là nó đắp tôn nha. Bắt đầu, đi ra.
và có lẽ rằng là họ sẽ đủ khi mà Solidarity đạt được món đồ lớn của mình và liên tiếp được nhường mạng là ổn là thôi. Nhưng cái à pha này lầm điên cây đúng không? Điên cây làm gì ở trong rừng đấy, anh ta mất tốc biến để làm gì khi mà Hero đã chặn đầu? Mùi Mập có thành tích hay triết lý huấn luyện viên gì không anh? Mai chắc là dùng cái câu hỏi này hỏi Mùi Mập được á. Không phải pha anh ta sửa lại. Là em kêu là anh kêu lúc mà nó đánh em thì anh chạy qua anh này, em chạy xuống trước đi. Đâu mà lúc ấy hết đường chạy rồi. Lúc ấy là em còn... Anh nói nghe nè. Tích lỗi nguyên đẳng thôi. Đừng là... Không phải là kỳ ấy đó. Không, đối em. Em đánh đậu quá. Lỗi nguyên đẳng thôi. Đừng là... Không phải là kỳ ấy đó. Không, đối em. Em đánh đậu quá. Anh nói em, anh dặn hồi sáng gọi em kêu là con này nó đánh lá. Anh nói em gọi em kêu. Em đánh đậu quá. Anh nói em, anh dặn hồi sáng gọi em kêu là con này. Em kêu con này phải đánh láo. Đánh láo, anh nói em gọi em kêu. Nhưng mà em không, bị bỏ ngoài tay cái lời nói của anh. Mà em láo sau mà em đòi kêu. Em thấy mất con rồi luôn đó. Em thấy mày đánh sai chứ. Nó kiếm em mà. Cũng để lên kiếm em chết. Thấy không? Chứ mày không? Mà nó bơ nó kêu cover. Mà nó bạn kia em kêu cover là lên giết hai trước. Trước lúc của bắt rồi. Mày nó vào là chết hai rồi. Không, nhưng mà nếu mà anh đưa thông tin vậy thì sao ta? Là mình phải không, kiểu như em sẽ biết là nó sẽ giờ lên cho em. Nên là nhưng mà lúc anh nói là chơi giả thì em phải kêu anh lên luôn. Thì lúc ấy là lỗi... Tại anh nghĩ, nếu mà nó quýnh em đúng không? Em nuôi về anh kịp. Tại cũng gần, nó gần lắm. Vậy là sao biết nó lên mà sao em phải chơi giả anh chị? Chắc nó lên đâu. Mình là một trong hai đâu chứ. Mà quay đó quay xấu mà đúng không? Ừ, lúc ấy quay xấu em kêu mà. Quả lúc ấy trong đầu em mà biết chắc nó lên rồi. Hiểu rồi, anh em hiểu ở đây là cái gì không? Tại vì như thế này nè, cá nhân tôi thấy như thế này nè. Nó... Cái này mình đang coi qua cái lời giao tiếp thôi nha, trao đổi thôi nha. Thì là DNK đang ăn mục tiêu có thể gọi là hơi mạo hiểm. Có thể gọi là hơi mạo hiểm đúng không? Còn Ember thì không kiểm soát được cái quy lính của mình. Đó, kiểu là như vậy đúng không? Và Ember không muốn kiểm soát mục tiêu đó. Thì DNK là muốn mạo hiểm hơn ở trong cái quyết định của mình. Đó. Thì tôi khái quát lại cho anh em dễ hình dung được cái diễn biến ở trong cái pha này. Nó là như vậy. Thì đối với cái góc nhìn của tôi á, tại vì bây giờ là đánh theo thế không à. Tại vì bây giờ là đánh theo thế, thế lính di chuyển trước, cặp đôi đường dưới có lợi thế, di chuyển ăn trước của rừng, bla 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 bla. Bây giờ mọi thứ là đánh theo thế thế kiểu là như vậy á. Thì cái tính đột biến và cái tính hên xui thì mình có thể mình hạn chế lại cũng được nữa. Mình được quyền mình hạn chế lại, nó đến từ cái quy lính của mình anh nè. Kiểu là như vậy ha. Nhưng mà căn bản thì tại vì cái game này á, nếu như mà mọi thứ nó đi theo một cái lộ trình có sẵn á, thì nó lại mất đi cái vui, nó mất đi cái hay của game anh em. Nên cái game này nó sẽ có được nhiều cái tình huống hay, là nhiều cái tình huống mà bất ngờ nè, nhiều cái tình huống mà siêu sao nè, nhiều cái tình huống mà ăn lén nè. Thậm chí là anh em thấy là kể cả những cái đội tuyển mà chuyên nghiệp đi, như Team One hoặc là ANG hoặc là Top Esports đồ các thứ, họ cũng có những cái pha shot goal ăn lén Baron. Và họ tận dụng, họ biết được cái lượng sát thương của mình đó là đủ nhiều để có thể giải quyết con Baron và đối phương mất rất nhiều thời gian để thể di chuyển ra. Thì đó là cái hay của cái game anh em, kiểu là như vậy ha. Thì nó sẽ là hai cái góc nhìn khác nhau, cũng như là khi mà mình theo dõi một ván đấu đó. Ở đây tôi không nói ai đúng ai sai, tôi không hề nói ai đúng ai sai, nhưng mà nó sẽ là những cái quyết định mà anh em nhìn vô là anh em hiểu là một vận động viên nó đang làm gì ở trong tình huống đó, và cái pha đó nó đủ cơ sở về mặt lý thuyết để nó ăn hay chưa. Kiểu là như vậy anh em ha. Mình ở đây mình chia sẻ nhau để mình hiểu thêm, mình hiểu thêm thôi. Thôi. Anh tì tới luôn. Không, mỗi người sẽ có điểm mạnh riêng anh em. Ren có điểm mạnh riêng. Thằng Raje có điểm mạnh riêng. Thầy Sẹt có điểm mạnh riêng chứ. Anh em cá nhân tôi thấy là thầy Sẹt tâm huyết rồi nè. Mùa này thầy Sẹt tâm huyết chứ bộ. Nói chuyện nhỏ nhẹ hơn, thay đổi cách tiếp cận. Và thậm chí hình như thầy Sẹt đâu có chim nữa đúng không?
Hồi chiều nay tôi thấy có ông nào comment là thôi liên hệ với thầy Sẹt đi, thầy Sẹt không chim. Nhớ thầy Sẹt quá. Thầy Sẹt là đang tâm huyết đó. Thì mình chèn hết lên luôn. Còn nếu hai là mình phải đánh tự giác đánh lên chứ sao mà mình vừa đánh chèn lên mà vừa mình đánh lùi về nữa. Đó. Anh em phải hiểu, anh em phải hiểu cho ta. Lúc dắt xu đi đi sơn mình sao mình không lên luôn đi sao còn lùi về nữa. Trời, nhưng mà tôi thấy anh em bỏ nên bỏ cái tính này nha. Anh em nên bỏ cái tính này nha. Là đánh thua cái là đổi thừa. Đánh thua cái thôi bán thằng này đi cho thằng này dự bị đi. Đi anh cây đánh lỗi thôi bán đi anh cây đi cho Spot vô đi. Spot đánh lỗi cái thôi bán đi. Mùa sau bỏ tiền mua Levi đi. Mùa sau bỏ tiền mua Sọp đi. Trời ơi, anh em chỉ có thể làm được như thế khi mà anh em có quá nhiều tiền. Anh em có quá nhiều tiền. Nhưng mà nó không phải là cái bền vững luôn. Cá nhân tôi thấy không phải là cái bền vững. Cũng chua, cũng anh em chua. Kỳ năm thời, năm anh em SE kỳ. Không ai cản Khải. Không ai cản nhau. Thằng Khải đi vô, thằng Bơ đi vô. Xong thấy ba lét như thế chạy theo vô luôn. Chịu thôi, cắt rồi mình cũng tự. SE thiếu gì tiền hả? À bè bán Penguin với lại Higo à. Không bán nó để chứ nó cứ quấy mông trước hai trụ nhìn bẩn. Thua lại tại tôi. Hầu liên quan gì? Ủa, liên quan gì thua? Nó đánh thua nó thua chứ liên quan gì tới tôi? Nó đánh lỗi thì nó thua, nó đánh không có hay bằng người team khác. Nó đánh không gắn kết bằng team khác thì nó thua bình thường chứ tự nhiên đổ lỗi cho tôi gì mất nổi. Ám à. Không sao anh em, kiểu dạng tại vì anh em thấy là bên phía của SE không, này tôi nói thiệt nha, là bởi vì anh em thấy SE mấy tuần đầu tiên là bay quá nên kỳ vọng của anh em cao, anh em hưng phấn, anh em cảm giác phê nó, xong đó anh em rớt xuống một cái là anh em bị chưng hửng. Đối với tôi thấy bình thường, tại cái team này là cái team chấp phá, một cái team đang không phải chấp phá nữa, tôi dùng từ sai á, một cái team mới xây dựng mùa này, địa nó cũng mới quay lại đánh đó, thì thăng hoa một hai tuần đầu quan trọng là cái chặng đường dài và nhìn ra được cái vấn đề của team, giải quyết cái vấn đề, thì team nào giải quyết cái vấn đề đó nhanh thì team nó quay trở lại với cuộc đua, team nào giải quyết vấn đề nó chậm thì team nó mất nhiều thời gian hơn đó. Để coi tuần này thì SE sẽ giải quyết những nào, mà tuần này là cái tuần dễ, tuần này không phải là cái tuần nặng dành cho phía của SE. Anh em thoải mái đi, quẩy đi anh em, cuối tuần là anh em quẩy đi, thoải mái đi, lên thiên đàng, lên thiên đàng quẩy đi. Vậy thì chúng ta cùng đến với những bước di chuyển đầu tiên là vào đầu thứ ba. Trần Trần ơi, anh lại em, ego nó chấp hết rừng ở Việt Nam, trình nó thế giới, anh lại em luôn á Trần Trần ơi. Để xem đội tuyển nào mới là bỏ túi, đội tuyển nào mới là có thể lên trên đỉnh của bảng xếp hạng tạm thời ở thời điểm hiện tại. Và Virgo của DNK cũng đang phải đánh xoay quanh cụ từ dưới, nhưng pha di chuyển này đến từ Celebrity có thể trở thành một sai lầm chết người, và đó là tình huống lao thẳng vào tấn công đến từ Penguin. Yêu canh chưa kích hoạt và có thêm Zalia tới với chiêu quấn mặt đất dậy sóng, nhưng Gragas cùng những đồng đội của mình cô lập phía sau lưng, không có cứu cánh hất quá đẹp đến từ kỹ năng W quang điện. Không, trận này Antifact đánh tốt lắm luôn, tan vỡ hoàn toàn trong đường tấn công này. Đi đường cũng khỏe, áp lực cũng nhiều, vô giao tranh cũng hay nữa. Mốt bỏ kèo này hả? Và điều đấy khiến cho SE tan vỡ hoàn toàn trong đường tấn công này. Kèo na với lại rẻ hả? Bỏ kèo nha mọi người. Chứ thật ra cái quả này là 4 hết rồi. Em thấy cái quả... Không, kèo đó tùy, nói chung kèo đó tùy. Quay đó là cái quay bình thường á. Anh chỉ cần đợi em xuống thôi, là tụi mình 3-3 là như cái boss luôn rồi đó. Ủa nhưng mà sao lại dính người đó vậy? Quay nào anh. Em thấy vấn đề của SE là bể tướng địa không có biết lập lăng, chơi 20 phút đầu ăn cỏ. Không, cái kèo Ragaz với kèo Talia, kèo đó chắc phải nghiên cứu lại nè. Kèo Ragaz ở thời điểm này á, của địa, địa đang đánh mid lane cho team nhiều. Tôi xuống giết á. Quay đó là một quay bình thường mà. Mà ý là sao vậy? Nó là boss nói gì với nhau? Không, em kêu quýnh về thôi. Mà sao nét thì cũng bắn thì... Tại do số ảo cái đúp, thằng cái số ảo đúp nó đúp láo lên. Nhưng mà quýnh không có được.
lớn cái xong rồi nó cũng chạy ra chết luôn. Không, cái quay đó là vậy nè, cái quay đó là kêu em cover. Nhưng mà em đang cầm tiền, cái lại em thấy cái quay đó cũng bình thường, nên em kêu em bắt về xong chạy xuống lại. Mà boss không có đợi được, boss ly nên nó bị chết quay đó mà. Không, quay đó, ly xong rồi, hết tính luôn rồi. Rồi vẫn chết. Là đi về được, tại do quýnh. Quay lại 4 đúng không, quay mạng cái đầu tiên á. Đúng rồi, đúng rồi. Celeb về chăm con luôn rồi. Celeb đánh xong về chăm con luôn rồi. Thương. Thương dòng bố con. Nhanh này nè, đầu game lủng rồi. Đầu game lủng rồi hả? Không, tôi nghĩ là nên nghiên cứu lại cái chất tướng á, chứ bây giờ tại nếu mà đánh ra gát thì đánh cặp mid rừng. Xác định là cố gắng đánh cặp mid rừng. Tại kèo này đĩa nó cũng đâu đẩy đường được con Talia đâu anh em. Nghỉ ngơi anh em, mai còn đánh giải. Mai chai không toàn. Giờ anh em nghỉ ngơi, mai đánh giải, mai đánh không. Dễ rồi. Anh Linh nghĩ cho Spot vào thì đánh có khởi sắc hơn không? À, tôi cũng không chắc nữa, tại tôi đâu có trong team của phía ST đâu biết được cái kết quả tập luyện hoặc là cái đóng góp của Spot như thế nào anh em. Chỉ khi nào mà DNK nó bị gọi là sao, ví dụ như bây giờ là bên phía của SE nha, nó đang xác định là DNK đánh chính, thì khi nào mà cái phong độ của DNK xuống hoặc là cái tầm nhìn, cái cảm giác quan của DNK trong một ván thi đấu nó bị xuống, nó bị hạn chế, nó kiểu như là không nhìn ra được tình huống hay là bla bla như thế nào á anh em, thì lúc đó thì có thể thay thế, tại cái phong độ của DNK nó xuống rồi. Còn trong trường hợp này là DNK phong độ vẫn ok nhưng mà nó bị mắc lỗi, nó đánh láo, nó bị mắc lỗi thì nó để cho đối phương khai thác, thì cái này là cái gì nó thay đổi thì tùy vô cái mindset của mỗi người anh em, tùy vô cái mindset của mỗi người làm sao để tối ưu nhất. Còn ví dụ như là nó phong độ thì đấu kém nha thì ok có thể cân nhắc đổi người đánh. Còn này đánh láo thì tùy vô nói chắc nó nghe nó lớn rồi chứ không phải nó nhỏ nữa đâu. Đây căn bản là đánh biết bao nhiêu mùa rồi, nó lớn rồi. Mình vẫn để cái cảm xúc nó chi phối quá, vẫn để kiểu cảm xúc nó ảnh hưởng vô trận đấu quá, thành ra khó đánh lắm. Ai? Bà Lét nó ngây ngô. Ai anh? Ai anh? Vỗ tiên chắc luôn á. Đây nè. Tự ý đó đi anh. Vỗ thầy á, thầy qua vỗ đi thầy. Xin lỗi. Qua vỗ đi. Thầy không có bờ đó rồi, phải vỗ với thầy. Cái khu vực thầy có vỗ lượng game 2 thì thầy sẽ xuống quá. Mà game 3 anh em có vấn đề vô. Anh em có vấn đề gì không? Anh em có vấn đề vô. Anh em có hơi năng lượng rồi chứ. Anh em có vấn đề gì không? Tắt clip. Anh em mình giải quyết với nhau. Anh em sẽ giải quyết với nhau. Tắt clip. Tắt clip. Mà nãy giờ thấy Celeb hơi buồn. Celeb đợt vừa rồi thấy cuốn chuột, cuốn bát. Chắc là về nhà với con cũng hơi buồn xíu. Hết rồi. Mùa này là mùa ổ lộn, trận này là cái trận thua nữa rồi. Hết rồi.